Tên chợ Vũ đang chạy xuống giữa cua của chị Phấn nha các bạn. Đây là đường quốc lộ 57B. Sáng hôm nay trời nắng rất là đẹp. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2023. Thời tiết rất là mát mẻ, chuẩn bị tới Giáng sinh. Đây mé bên bên trái của Vũ là chùa Vạn Phước, là một ngôi chùa rất là lớn của huyện Bình Đại, nói chung là ở trong tỉnh Bến Tre luôn nha các bạn. Có một cái tượng Phật đứng là cao 54 mét. Rồi khỏi chùa Vạn Phước chút xíu là cầu 30 tháng 4. Tư này nói thị trấn Bình Đại qua xã Thạnh Phước. Đây là xe buýt đi thành phố Bến Tre. Cầu 30 tháng 4 đây là thuộc xã Thạnh Phước. Rồi từ ở trên chợ Bình Đại Vũ chạy xuống tới đây là sắp tới ngã ba D Đông rồi nha các bạn. Đó thì ở đây các bạn đi xuống tới Thuận là 12 km nè. Còn các bạn đi xuống Thừa Đức thì 7 km. Tới giữa cua của chị Phấn rồi nha các bạn. Đó, tới đây là ngã ba D Đông. Và các bạn rẽ tay trái là về biển Thừa Đức nha các bạn. Còn các bạn đi thẳng xuống là đi xuống Thới Thuận. Thì cái giữa cua của chị Phấn là ở trước mặt Vũ mé bên tay trái nè các bạn. Thì ở đây chị đón mua cua ở dưới đập á, là cua thiên nhiên không à nha các bạn. Nếu mà các bạn ở xa mua thì chị gửi ship qua cho. Ngay đây là ngay cái đường quốc lộ, xe buýt đi thành phố Bến Tre luôn á các bạn. Dạ, Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Sáng hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2023, vào khoảng 7 giờ nha các bạn. Vũ đang đứng ngay chỗ đây là ngay ngã ba đi đông xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn cái vựa bán cua của chị Phấn. Đây là chị đón mua ở đây là ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn, ngay chỗ ngã ba đi đông lại chút. Đó là ở đây là cua thiên nhiên không nha các bạn. Vũ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn có mua ăn hoặc là đám hoặc là ở quán thì ghé mua ủng hộ cho chị Phấn. Đây, ở đây lúc nào cũng có cua nha các bạn. Cua đây là cua thiên nhiên, rất là ngon. Dạ em chào chị nha. Em chào chị Phấn. Dạ chào anh. Dạ hôm nay cua nhiều không chị? À, bữa nay mùng 2 coi như là giảm cua rồi. Dạ. Hai bữa trước là cua nhiều lắm. Dạ. Wow. Cua này cua thịt nè. Cua thịt hả chị? À, nè, thịt. Dạ. Cua thịt bao ngon. Dạ.
bò ra. Chị Phấn cho em hỏi, ở đây mình có mấy loại cua chị? Đây à, 4 loại cua. Dạ. Như cua thịt, cua gạch, cua cái so, rồi cua ớt, mà nó cũng nói chung là nhiều loại lắm. Dạ. Nhưng mà... đây là cua thịt ngon nè. Dạ. Thịt da dồi. Mà cua này là cua gạch với cua cái so là ngon nhất hả chị? À, đúng rồi, cua gạch dạ. Cái so. Chị cho em hỏi cua gạch nay nhiêu ký chị? Cua gạch hiện giờ là 4,5 ký. Dạ. À. Còn cua cái so chị? Cái so xanh á, cua so xanh là 400. Dạ. Đó. Cua cái so mà mập lắm mà các bạn, sắp thành à, cua lọt luôn á. Dạ. Nhưng mà giá tùy theo lúc nha các bạn. Giá thay đổi tùy theo lúc. Ở đây chị lúc nào cũng có. Đó. Đây là cua gạch nè các bạn. Ôi gạch đầy luôn á chị ha. Đó, cua gạch đó. Cua gạch dạ. Này mình dạch đây là cua gạch đó. Dạ. Là bao ngon, này nhiều ngát ở đây cua gạch đầy luôn, 450 là bao ngon luôn, cua thiên nhiên. Dạ. Đó, cua gạch đó các bạn, ngon xuất sắc luôn. Dạ. Đây là mình bán là dạ. Có, gạch, dạ, gạch đầy luôn á chị ha. Ở đây đặc biệt chị mua ở đây là cua thiên nhiên không ở dưới đập á nha các bạn. À? Cua đập không á. Còn này là cua thịt. Ừ, cua thịt. Là dạ. Dạ. Cua thịt là nhiêu ký chị? À, tùy loại, 4 dạ. Con rồi 3 con vậy dạ. 4 con thì 250. Dạ. 3 con thì 300. 2 con thì 350. Dạ, tùy theo loại. À, tùy theo loại đó. Dạ. À. Này, chị phân loại ra. Chị nghe. Đây cua là dây nhỏ không nha các bạn, không à, có không có làm dây. Bây giờ chị lựa ra phân loại. Dạ. Quá cua đực bự quá chừng luôn á. Dạ. Dạ. Ở đây tiện bà con mà ở mấy xã trên mua thì gửi xe buýt rất là tiện nha các bạn, xe buýt đi ngang đây luôn, ngay trước lộ đây luôn à. Còn cua là bao ngon luôn, đây chỉ lựa từ con luôn đó. Ồ, mấy con này là mập chất lượng luôn nha các bạn, cua cái so. Ai ăn điện vậy cái mình gửi xe buýt lên. Dạ. Gửi xe buýt lên cái nhận cua cái gửi tiền gì cho xe buýt luôn. Dạ. Bà con ở Bến Tre hoặc ở mấy xã trên đó là chỉ cần điện chị là chị gửi xe buýt lên là đón lấy thì gửi tiền xe buýt, còn cua là bao ngon. Rồi mấy con này nó mập chất lượng luôn. Cái so yếm xanh, cua thịt, cua đực. Dây ni lông không à? Dạ. Khổ sợ cộng dây. Ở đây là không có dây bự nha các bạn, dây cộng dây nhỏ xíu à. Cái so. Dạ. Còn cua nhỏ vậy nè, cua nhỏ này là mình gọi là cua tứ á. Dạ. Là nó chỉ có 200.000 một ký. Dạ. 200.000 ký nha các bạn. Cua tứ 5 con ký vậy đó mà chắc. Dạ. Một càng cũng vậy, một càng cũng chắc vậy đó, là mình bỏ là gọi là cua tứ là cua xô á, là 200.000 ký. Dạ. Nay nó kém ít đồ rồi. Dạ. Mấy bữa trước là nhiều lắm. Mấy bữa đó vô nước là nhiều lắm hả chị? Vô nước. Nó có khách về. Ừ, nó ra ra vậy nè, cua thịt. Dạ. Đó cua thịt nữa các bạn. Đó đây vỏ cua thịt nè. Quá. Wow. Cua bự không à. Cua đó, cua đực vô đó, cua gạch vô đó, cua gạch vô đó. Dạ, dạ. Đó, đây nè các bạn, đây là cua gạch. Đây là cua gạch. Cái loại này là 4 con ký là dạ. 250 ký. À, 4 con ký 250 ký. Dạ. Dây nhỏ xíu. Dạ. Cua gạch luôn.
Dạ. Lựa ra cái nào gạch. Đây chị lựa ra sẵn luôn. Lựa sẵn. Rồi cua gạch. Dạ, cua gạch. Dạ. Quá chừng mập luôn. Con này là 2 kg. Dạ. Còn đây nữa. Dạ. Giờ mua chỉ 70 kg rồi đó. Dạ. Nó chỉ mua lẻ vậy ở đập hoặc là ta bắt về các bạn. Nhưng anh này có 2 con à. À. Anh chị gom về các bạn. Người có ít có nhiều tùy theo. Tùy theo người. Mấy bữa nhiều, bữa chừng được 100-200 kg không chị? Được, nó được. Dạ, nó được là mấy trăm ký luôn ha. Tới mùa. Dạ. Mùa nó là tháng nào là nhiều nhất chị? Tháng 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Bớt cua rồi. Dạ. Bớt cua thì ngày có trăm, trăm ngoài. Dạ. Quá ngon luôn. Cua đực thật. Con bự bự không? Con bự, con này là khoảng 6-7 gram. Dạ. Cá bài lạng một con á. Dạ. Con này là gọi là cua tài. Dạ. Ở đây chị Phấn là mua bán cua ở đây lâu lắm rồi nha các bạn. Đây là 30 năm. 30 năm. 30 năm nghề cua các bạn. Đây là chị lựa ra đủ loại hết nha các bạn. Các bạn muốn ăn loại nào, giá tiền cỡ nào thì chị có hết. Cái này là cái xô á. Xô là 200.000 ký. Dạ. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó chắc. Nó chắc hơn vậy. Dạ. Đây là chị nó bò đây. Dạ. Cũng như ăn giá tiền cỡ nào cũng có. Cỡ nào cũng có. Dạ. Chắc hơn chị, 200.000 cũng ngon ha. Dạ. Cua này là cua cốm. Cua sắp lột hả chị? Cua cốm rượu. Là loại đó nhiêu ký chị? Cốm 550 rồi. Dạ. Dạ, nó sắp lột luôn các bạn. Đó. Đó. Hai da nè. Hai da luôn. Đó là chị lựa luôn, nếu mà các bạn lại ăn cua cốm là chị có cua cốm luôn. Đó. Nó sắp lột luôn. 550 một ký. Nhĩ nhĩ vậy luôn. Nó dây nhỏ luôn. Có xe buýt chạy ngang đó các bạn. Xe buýt đi thành phố Bến Tre. Dạ. Càng bạc là sao chị? À. Thả lại sao chị? Thì mình thả nó nuôi mình không được xài những con vậy. À. Giống như là trong nghề mình phải tích trữ. À. Cũng như nó bị đột biến hay sao đó không chị? Phải đột biến mà nó có cái hiện tượng. Dạ dạ. Là mình phải thả lại. Nhưng mà chị mua nhưng mà sao phải thả lại? Mua nhưng mình mua xong mình thả. Dạ dạ. Thả mình thả. Dạ dạ dạ. Dạ. Hồi đó giờ em cũng lần đầu tiên em thấy á. Dạ dạ thấy rồi. Nó càng cắn. Dạ. Thì nó gặp những sự cố gì đó. Dạ dạ. Ngày sáng mấy giờ chị xuống chị? 6 giờ xuống. 6 giờ xuống. Tới 12 giờ. Dạ. Về nhà vẫn có mua bán ở nhà luôn nha các bạn. Dạ. Con đó nó vuột dây hả chị? Dạ. 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 Rồi cô nhé đó là người ta mua về. Cô nhé này là ta mua thả. À, mua về nuôi lại hả chị? Những con cua ốp này nó cái người ta muốn mua thả lại người ta lại mình ta mua thả lại.
Dạ. Có 100.000 ký thôi. Dạ. Đó, cái này nhé. Dạ. Đó, cái này nè. Đó, cái này nhé, 100.000. Này là mình phải có ao mua về thả lại. Đúng rồi. Dạ. Thả lại và thả lại. Này thả lại chừng bao lâu có được đó chị? Đúng 3 tháng nữa. Dạ. 3 tháng là nó bự rồi ha. Bự rồi. Dạ. Còn bự thì là 2 tháng. Dạ. Còn những con bự nữa thì mua vỗ bén, những con bự mà nửa ký 6 lạng mà nó mềm, nó yếm. Dạ. Mình mua cũng mấy 100.000 ký đó. Dạ. Đủ loại, nhưng mà đủ loại. Dạ. Chỉ mua lẻ người có mấy con vậy các bạn, gom lại. Chị thấy gặp nè các bạn. Chị này có con thái gạch. Cái này cua này là khách đặt nha, là chị soạn ra để đem đi giao nè các bạn. Cái này là cua gạch. Nó chị lựa rồi nhưng mà giờ phải tiễn lại nữa nè. Phải lựa lại, lại con lại mới giao. Phải lựa lại mới giao, như chất lượng cua á chị. Bà con mua cho chị Phấn là yên tâm, dây nhỏ xíu mà cua là chỉ lựa chất lượng luôn, lựa qua lựa lại mấy lần luôn chị mới đi giao. Lựa rồi giờ mình phải giặt lại kỹ lưỡng cái hả? Dạ. 5 ký. Nó khách đặt 5 ký. Đó. Khách đặt 5 ký giờ mình đi giao. Dạ. Rồi anh cân. Tiền ra 200 gram. Một con. Rồi anh đi giao. Là giá nhà có khách người ta đặt. Dạ. 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 Rồi giờ con chịu Phấn đi giao. Dạ. Đi một chuyến giao nhiều chỗ luôn ha. Dạ. Sáng chị đón mua ở đây rồi trưa trưa chị còn đi gom các cái dựa ở dưới xã nữa nha các bạn. Nên ra cái lượng cua chị nhiều mà lúc nào cũng có. Chị này mua cua con về thả. Đây. Đây là khách ở đập về bán nha các bạn. Đó. Anh này về nhiều rồi. Nó giờ bắt đầu chị mới lựa ra nha các bạn. Kiểm tra. Kiểm tra lựa ra. Để cho nó đẹp tay lại. Con xuồng nó đụng vậy chó nấy. Đi đập á rồi ta xuống xuồng á bắt đụng gì thì tối nấy. Dạ. Nào thì lựa cái nào gạch ra gạch thịt ra thịt.
Đạp anh ở gần đây không anh? Phân lậu ra luôn. Dạ. Dạ. Cô đó cua nực. Cua thịt. Dạ. 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 Gọn lại. Đây. Anh này mới đập về nữa nè. À, cua thịt. Có con hả anh? Ờ, có con à. Có con cua đực. 200 ngàn. Về bán đó các bạn, xe buýt đi Bến Tre đó. Anh này về có 3 con à, chị đang lựa. Ngày này cô thật. Dạ. Ngày cô gạch. Dạ. Được gạch luôn không chị? Gạch luôn. Rồi, được 2 con gạch, 1 con đực. Này anh thu ha, câu với đập anh. À, câu có ao tôm. Có chị ở cái đập về bán nè các bạn. Đó. Cui đây. Chị cho em hỏi này là ở dưới đập hả chị? Đập, cua đập à. Dạ, cua đập. Quá ngon luôn ha. Có đực, có gà, cua thịt, có cua gạch. Chị lựa phân loại. Giòn giòn vậy ngon ha. Chị này dưới đập về nữa. Ra ra về giờ tới chiều nhiều cua lắm đó các bạn. Cho em hỏi chị với đậm mới về hả chị? Dạ. Dạ. Cua đều á. Cắt hả thấy không? Cắt rồi, cắt quay rồi. Ừ, để chín rồi. Chưa? Còn em này đây. Đây đây đây. Đây đây, đổ lại ra. Đổ 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 ra. Cua cái không à? Trời ơi, mẹ, nó nó bò. Ngon quá. Giờ chỉ lựa ra. Nó kẹp con dây. Kẹp nó chảy chảy máu mà. Tối kẹo kéo lại xuống vậy đó.
Nó rẻ càng nhưng mà nó vẫn chất lượng, à, nó không vô lội. Tại tại như vậy nè, chỉ giống vậy nè, cái nó kẹp với nhau. Dạ. Chấm này chị. Ừ, ra đó coi về tôi ngủ coi cái con ấy nó về tôi nó cặp. Mà vậy nó biết hết luôn không? Nhớ coi trước. Đây loại này là rạch nè các bạn. Rạch này ăn cua đều, cua đẹp. Con nào lỏng dây thì buộc dây lại. Để nó kẹp vô cái nó chết cua. Để nó kẹp vô hư cua. Phải ngay cái ngàm. Ai mua sao bán vậy chứ không không. Dạ. Cua chất lượng. Nước lớn ghe vô về lần lành nó ra. Đây chị này về một cọc nữa nè. Ở dưới đập mới về hả chị? Giờ nước lớn hả chị? Giờ sáng 2 giờ nó cạn rồi. À, đi về đường xe hả? Đi về đường xe luôn. Dạ. Này cái hồi đây. Bắt cua không? Sáu con. Con cua thịt. Về hả thôi. Thấy chúng ta bán ở dưới cái bể đó. Quen nó mà không có vậy gì đâu được hả? Nói không à. Em út không mà. Bò chị. Rồi, chị nó lội lửa ra rồi, con lội rồi đó. Rồi, giờ xem. Hai con lựa ra một chiến nữa phân lội. Kỹ lắm các bạn ơi, chị lựa kỹ lắm. Cái nào chắc là thì mình để bán ăn. Dạ. Dạ. Đủ loại đủ giá hết. Thôi giờ em về, em chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Các bạn có ăn cua thì ghé mua ủng hộ chị Phấn, lát em để số điện thoại lên. Rồi. Thôi giờ Vũ về nha các bạn. Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ nha. Bạn có ăn cua thì ghé chỗ dựa chị Phấn mua ủng hộ chị Phấn nha các bạn. Ở đây chị bán cua rất là chất lượng nha.